Xin chào các bạn, nói đến đất nước Anh thì mình đoán là phần lớn chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những chiếc ô tô siêu sang tiền tỷ của thương hiệu là Bentley hay là Rolls-Royce. Và đã là xe tiền tỷ thì những cái thiết bị mà hai hãng này lựa chọn để sử dụng bên trong những cái ô tô của mình cũng phải thuộc dòng cực kỳ cao cấp. Một trong những cái mình quan tâm nhất và muốn nói đến đó là hệ thống âm thanh được sử dụng trên những cái ô tô này. Với Rolls-Royce thì là hệ thống loa của Bespoke Audio, còn với Bentley thì hãng lại lựa chọn cái thương hiệu âm thanh là Neem. Neem cũng là một cái thương hiệu âm thanh của Anh mà mình rất là thích và mình cũng đang sử dụng, đó là con Neem Muso 2, mình mua vào khoảng đầu năm 2020. Về video trải nghiệm con loa Neem Muso 2 cái phiên bản thường ấy thì mình cũng có làm rồi, nhưng mà mình nghĩ ít bạn để ý rằng Neem Muso 2 nó còn hai phiên bản đặc biệt nữa mà phải nói là cực kỳ đẹp của dòng loa này. Nó có giá lên đến cũng gần 50 triệu đồng, đó là con Muso 2 phiên bản Bentley và con phiên bản Good Edition ngay trước mặt mình đây. Và trong video này mình sẽ bóc hộp cả hai để chia sẻ đến các bạn những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình về nó, cũng như là những cái ưu điểm và nhược điểm mà mình thấy được trên dòng loa Neem Muso này. Tiện thể thì hôm nay mình cũng muốn khoe với các bạn một chút, đó là sau rất nhiều những cái cố gắng của toàn thể anh em công ty thì điện tử Linh Anh từ tháng 11 này đã được xác nhận chính thức là đại lý độc quyền tại Việt Nam cho dòng loa Neem Muso. Vì thế mà tuy dòng loa này mình bán cũng lâu rồi, nhưng mà để nói về giá cũng như là chế độ bảo hành ấy thì đến bây giờ mình mới có thể tự tin để nói là tốt nhất đến các bạn. Ok, bây giờ trước khi mở hộp hai cái loa này thì vì mình cũng khá thích cái thương hiệu Neem nên mình sẽ chia sẻ nhanh đến các bạn về những cái gọi là lịch sử thương hiệu của hãng âm thanh này nhá. Rồi, lịch sử hình thành thương hiệu của Neem thì bắt đầu từ năm 1969 bởi nhà sáng lập là Julian Wrecker. Theo mình được biết thì vì sự thất vọng của ông đối với các cái hệ thống thu phát âm thanh thời bấy giờ mà ông đã quyết định là tự sản xuất âm ly cho riêng mình. Đó cũng là tiền đề để cái thương hiệu Neem Audio chính thức được thành lập vào năm 1973. Những sản phẩm đầu tiên của Neem thì rất là thành công, không thể không nhắc đến là mẫu âm ly 2 kênh NAP250 vì nó chính là cái yếu tố căn bản cho cái mẫu âm ly tích hợp đầu tiên của Neem được ra đời. Đó là con Neem NAIT, một con âm ly tích hợp được coi là huyền thoại và nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Thời điểm những thập niên 70 ấy, thì Neem người ta vẫn chủ yếu sản xuất các cái thiết bị analog như là âm ly này, rồi cái thiết bị đài FM, ví dụ như con NAT 101 ấy. Đó. Nhưng mà cho tới thập niên 80 và 90 thì Neem là bắt đầu là hợp tác với Lin, cũng là một cái thương hiệu âm thanh đến từ Anh. Hai hãng này thì đã tiếp cận rất sớm trong cái việc là phát triển những hệ thống âm thanh số như là đầu CD, rồi sau này là các thiết bị giải mã này, rồi truyền nhạc không dây. Đó, nên là các bạn sẽ thấy là Neem hay là Lin sẽ có rất nhiều những cái đầu giải mã DAC, rồi Piriam này, rồi Music Saver nổi tiếng trên thị trường. Tiếp đến là vào năm 2008 này, và thì nó là một cái bước ngoặt đánh dấu cho sự thay đổi lớn về doanh số của Neem trong những năm tiếp theo, khi mà Neem hợp tác thành công với cái thương hiệu ô tô là Bentley để lắp đặt những cái hệ thống âm thanh cao cấp trên những cái ô tô của hãng này. Sau đó vào tháng 8 năm 2011 thì Neem đã công bố là sáp nhập với thương hiệu Focal, một thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Pháp, mà chắc một số bạn thì cũng biết đến cái con loa là Grandi Utopia có giá gần 7 tỷ hay là con Stella Utopia được trưng bày trong triển lãm âm thanh High End Show năm 2019 tại Việt Nam. Cuối cùng thì vào năm 2014, Focal đã bán lại hầu hết cổ phần cho tập đoàn Vervent Audio của Pháp, và cho tới nay thì Neem đang vẫn tiếp tục hoạt động như một công ty của Anh và là một công ty con của tập đoàn Vervent Audio. Đó là tóm tắt lịch sử thương hiệu âm thanh Neem Audio. Đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là mở hộp hai cái loa Neem Muso này. Đây là hai phiên bản đặc biệt, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn nhá. Rồi, để nói về loa của Neem ấy, thì hãng người ta còn có một con là Muso QB, thì con đó nó là hình vuông vuông, mình sẽ làm ở một cái video khác. Còn trong video này mình sẽ bóc hộp và nói chi tiết về cái con Muso dài này thôi nhá. Đầu tiên để nói về con Muso 2 Bentley phiên bản đặc biệt và giới hạn này đi, thì vì nó là phiên bản đặc biệt nên các bạn thấy là hộp của nó cũng rất là đặc biệt, nó giống như là những cái chiếc điện thoại hay là đồng hồ siêu sang, thì cái tông màu mà in ngoài hộp chủ đạo sẽ là màu đen và màu vàng, nhìn nó kiểu sang trọng và huyền bí ấy. Đó. Thì ở mặt trước hộp thì chúng ta sẽ có hai thương hiệu hợp tác sản xuất từ năm 2008, đó là Neem và Bentley. Rồi, bây giờ mình quay xung quanh các bạn xem qua đã. Bên này là số serial number của sản phẩm, và đây là hàng công ty chính hãng bảo hành 1 năm các bạn nhé. Bên này thì chúng ta có đến là 16 các cái đường vào âm thanh và các cái công nghệ nổi bật mà mình sẽ nói chi tiết ở bên trong video. Đó. Rồi, bên này thì không có gì, mình sẽ quay tiếp. Rồi bây giờ mình mở hộp đi. Đó, xung quanh hộp nó chỉ như vậy thôi. Đó, rồi. Neem for Bentley. Đó. Và ở trong này thì chúng ta cũng giống như phiên bản thường, chúng ta sẽ có một cái điều khiển từ xa và tập sách hướng dẫn. Mình sẽ bóc cái điều khiển từ xa trước. Đó, cái điều khiển từ xa thì nó cũng giống bản thường thôi. Các nút của nó bây giờ thiết kế theo phong cách tối giản rồi nên các bạn nhìn nó cũng rất là đơn giản. Nó hình chữ nhật bình thường thôi, và nó có các cái nút tắt bật nguồn này, cái nút bật những cái playlist ưa thích. Đó.
tua bài phải trái, pause play, chọn nguồn vào HDMI, và đây là các cái nút tăng giảm độ sáng đèn ở trên loa. Đấy, chơi playlist trên Spotify, rồi kết nối multi room đa phòng cùng lúc nhiều loa, và tăng giảm âm lượng, và đây là nút tắt tiếng. Đó, đấy, mình lướt qua một chút cho các bạn xem. Và pin của nó là dùng pin cúc nhỏ nhỏ thôi, các bạn rút này ra là điều khiển được. Rồi, bây giờ chuyển sang cái sách hướng dẫn. Đó, sách hướng dẫn này thì nó khá đặc biệt là vì nó làm theo phong cách của Bentley. Nên là trong này chúng ta sẽ thấy là ngoài thông tin về loa thì còn cả thông tin có những cái mà cảm hứng thiết kế ô tô Bentley. Và ở đây chúng ta còn có các sản phẩm như là tai nghe của Focal. Đó, loa của Nêm. Rồi, bây giờ mình lướt qua thế thôi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết bên trong nhá. Rồi, để này ra đây đã. Đó, khá nặng, cho hộp này xuống đã. À, dưới này chúng ta còn phụ kiện này, mình nhấc cái này ra xong quay lại cái loa sau. Đó, thế này thì thực ra chỉ có dây nguồn thôi, nó sẽ tặng cho chúng ta cả dây nguồn 3 chân và 2 chân để cắm cho những cái quốc gia khác nhau. Rồi, bây giờ mình cho cái này xuống. Đó, quay lại với cái loa này thì đây chính là cái phiên bản đặc biệt. Đó, các bạn thấy không? Rồi, vỏ này làm bằng gỗ, cái này mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ở tiếp theo, phần tiếp theo. Tiếp đến mình sẽ bóc đến con loa phiên bản Good Edition này nhá. Rồi, bên ngoài thì mình cũng quay xung quanh cho các bạn xem thôi. Đây là hình cái loa này, rồi xung quanh cũng thế, số seri và các cái công nghệ tương tự thôi. Để mình bóc. Đó, trên này thì không có sự khác biệt gì rồi, chỉ cái sách hướng dẫn thì nó giống phiên bản thường nên là nó đơn điệu như này thôi. Rồi, cho này xuống. Và đây chính là cái phiên bản Good Edition. Cái phiên bản Good Edition này nó còn ra sau cái Bentley này nhá. Đấy, nó là phiên bản mới, còn ra sau cả cái phiên bản đặc biệt kia. Đó, rất là đẹp. Nhìn kiểu đậm chất sang trọng của giới quý tộc luôn ấy. Rồi, rồi đầu tiên để nói về cái phiên bản Good Edition này đi, thì cái sự khác biệt lớn nhất mà chúng ta thấy đó là cái loa này thay vì nó sử dụng vỏ nhôm như cái phiên bản thường thì ở phiên bản này hãng đã chuyển sang dùng vỏ gỗ bên ngoài. Đó, tên của nó là Lioc nhưng mà thực ra đây lại là một loại gỗ cứng tên là Ayers, có nguồn gốc từ Tây và Trung Phi. Gỗ này được hãng người ta nhập về, sau đó người ta gia công ấy, cực kỳ tỉ mỉ và phủ lên một lớp mà bóng chống xước, nên khi các bạn sờ vào nó rất là mịn luôn, và thậm chí là khi các bạn nhìn qua video các bạn chắc cũng thấy là nó hơi bóng bóng lên. Đó, nhìn nó giống như là kiểu một tấm đá ấy. Đó, và cái màu vàng này nó có màu giống như là màu gỗ sồi nên là tên của nó sẽ có từ Lioc là như vậy. Rồi, và để kết hợp với cái màu đó thì hãng người ta sử dụng cái tấm e căng mặt trước này cũng là màu vàng luôn. Đó, còn bạn nào mà thích đổi màu e căng ấy thì đây tiện sẵn mình đang có mấy cái màu này đây, ngoài màu đen nhá và hai cái màu của hai cái loa này thì chúng ta có thể mua thêm các cái màu khác đó để chúng ta thay đổi. Đó, rồi và bây giờ để nói về cái cấu hình loa bên trong thì tất cả các phiên bản Nemo Show 2 này nó sẽ đều như nhau. Vì thế mà bây giờ mình sẽ chỉ tập trung đi vào chi tiết cái loa phiên bản đặc biệt là con Bentley này thôi nhá. Đầu tiên là về kích thước đi, thì chúng ta sẽ có một cái loa dài là 63cm, chiều sâu là 26cm và cao nó khoảng hơn 12cm một chút. Đó, nó làm toàn bằng kim loại và gỗ thôi nên là nó cũng nặng là hơn 11 cân. Đó, thực ra cái vỏ gỗ bên ngoài này này, đấy, nó vẫn sử dụng là gỗ Ayers có nguồn gốc châu Phi. Nhưng mà cái gỗ này bình thường nó chỉ có cho được ra cái tông màu là từ trắng kem đến màu vàng thôi. Nên là để mà có được cái màu đen huyền bí kết hợp với các cái vân gỗ như thế này này. Đó, thì hãng người ta đã phải sử dụng một cái kỹ thuật là kỹ thuật sơn mài trên cái loa này. Và theo mình tìm hiểu thì nó khá mất thời gian cho cái việc là hoàn thiện một cái loa như thế này. Đó, bây giờ là phía sau loa đi. Rồi, phía sau loa thì nó sẽ là một cái tấm tản nhiệt. Đấy, nhưng mà ở cái phiên bản đặc biệt này thì nó làm bằng đồng, nó phủ đồng ấy. Đấy, nên là cái hiệu suất tản nhiệt và hiệu suất loa nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Cái tấm tản nhiệt này nó được cắt CNC nên khi mình sờ tay cảm giác nó khá là sắc đấy, nhưng mà vì nó đặt ở phía sau nên mình thấy nó không quan trọng lắm. Tiếp đến là phía dưới loa đi. Đó, để mình lật lên, nó là một cái tấm trong suốt rất là dày, vật liệu nó giống như kiểu polycarbonate ấy, và ánh sáng khi chiếu vào nó sẽ tỏa đều, nhìn rất là đẹp. Đây, ở bên này chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là Name for Bentley, nó sẽ phát sáng nên là rất là đẹp, đặc biệt là vào buổi tối. Loa này thì nó không được sản xuất 100% tại Trung Quốc, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy là nó vẫn có dòng chữ là Made in China, lắp ráp tại Trung Quốc. Ở bên này nó là một cái lỗ thoát hơi, đấy, thoát hơi cho các cái củ loa ở bên trong. Đó, còn cái bên trái tay mình đây thì chính là các cái cổng kết nối trên cái loa này. Đó, loa này chúng ta có thể sử dụng làm loa TV, thay thế cho loa sau ba và thay thế cho loa TV luôn nhờ cái đường vào là cáp quang và HDMI IRC ở đây.
Còn với máy nghe nhạc hoặc là đầu đĩa analog thì chúng ta có thể cắm vào cái lỗ AUX 3.5. Đó. Và điểm mạnh nhất của cái loa này là công nghệ stream nhạc lossless, không dây qua mạng, nên chúng ta có một cái đường cắm dây mạng ở đây. Nếu không thì các bạn không cắm dây mạng, các bạn có thể nối Wi-Fi, sử dụng mạng 2.4 hoặc 5GHz đều được. Cuối cùng ở dưới này là một cái lỗ cắm điện nguồn, sử dụng điện từ 100 đến 230V. Còn các tổng kết nối khác thì nó nằm ở đây. Đó, cạnh này. Cái này chúng ta có một cái đường USB. Cái USB này nhá, chúng ta có thể cóc nhạc lossless chất lượng cao vào USB cắm vào đây hay cắm ổ cứng vào luôn. Nó chơi được cả ổ cứng và USB. Rồi chúng ta có cái dây sạc như kiểu dây Lightning ấy, chúng ta cắm vào điện thoại, nó lấy nhạc trực tiếp từ điện thoại luôn. Đó. Còn bên này chúng ta sẽ có một cái đèn hiển thị và một cái nút để reset cái loa. Đó, reset mạng đấy, hoặc là factory reset. Rồi quay lên phía trên đây thì chính là cái điểm nổi bật mà mình thích nhất trên cái phiên bản loa Bentley này. Đó là những cái họa tiết xung quanh cái phần bàn xoay cảm ứng điều khiển mà hãng gọi đây là hoa văn kim cương. Và nó có cảm biến tiệm cận nhé, nên khi mình xoa tay này, đấy, mình xua tay qua bắt đầu nó mới sáng lên. Và khi nó sáng lên thì đặc biệt đẹp vào buổi tối khi mà cái ánh sáng này nó phản chiếu vào cái phần họa tiết kim cương này này. Và cái họa tiết kim cương nó cũng phản chiếu lại vào cái phần bàn xoay cảm ứng, nên khi mà mình quay nghiêng các bạn sẽ thấy. Đó là những cái nét đẹp đặc trưng và nó tạo ra một cái sự khác biệt hẳn so với cả những cái phiên bản thường. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua những cái nút trên bàn xoay cảm ứng này cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình ấn vào dấu 3 chấm thì đây là 5 cái đường vào và đường vào âm thanh và những cái tính năng của loa. Ví dụ như kết nối Bluetooth thì chúng ta ấn vào đây và chúng ta giữ khoảng tầm 5 giây thì bắt đầu điện thoại chúng ta có thể nối được vào. Và đây là các cái đường vào âm thanh khác, ví dụ như là AUX 3.5 này, rồi cắt quang hay là HDMI thì mỗi lần chúng ta ấn nó sẽ chuyển đèn. Đấy. Và đây là đường vào USB khi mà chúng ta kết nối nhạc vào bằng USB hoặc ổ cứng. Đó. Ngoài ra còn hai cái biểu tượng khá đặc biệt ở đây thì bên này sẽ là biểu tượng để kết nối multi-room đa phòng, tức là cùng một lúc chơi nhiều cái loa Muso này. Còn bên này thì sẽ là để chơi tiếp cái danh sách nhạc, ví dụ như trên Spotify. Đấy, chúng ta có thể chơi tiếp cái danh sách nhạc mà chúng ta đang chơi giờ. Trên này là nút Pause Play và có một cái nút ngôi sao trên này, chính là 5 cái kênh đài Internet Radio mà chúng ta ưa thích. Thực ra chúng ta có thể nghe được tất cả các đài Internet Radio trên toàn thế giới cơ, nhưng mà 5 cái kênh mà chúng ta ưa thích nhất thì chúng ta đặt lên trên này, sử dụng phần mềm của Neem Muso. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái củ loa bên trong đi để xem là có gì đặc biệt nhá. Để mình tháo cái căng loa này ra đã. Đấy. Việc tháo cái căng này nó cũng dễ thôi. Rồi. Đó, cái căng này nó được dệt bằng vải và nó cũng có cái màu đặc biệt giống như cái loa luôn, nó sự kết hợp của màu đồng và màu đen. Đó, chúng ta có thể thay đổi màu. Rồi tạm gác sang một bên đã. Rồi bên trong này chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 củ loa, trong đó có 2 củ loa chung và 2 củ loa trầm này này, là những củ loa mà hãng người ta kết hợp sản xuất với Focal. Tổng cộng 6 cái củ loa này sẽ được chia làm 3 đường tiếng và tách thành 2 kênh stereo riêng biệt. Mỗi kênh sẽ có một củ loa treble là 2.5cm, một củ loa chung là 6cm và một củ loa trầm ở đây là hình ray track dài dài với đường kính là 13x7cm. Đó. Và từng củ loa này sẽ được kéo riêng biệt bởi 6 cái âm ly. Đó, 6 cái âm ly công suất 75W mỗi cái âm ly. Như vậy là tổng công suất thực tế trên cái hệ thống loa này sẽ là 450W. Và theo thông số kỹ thuật ý, thì Neem người ta không công bố cho chúng ta biết về giải tần đáp ứng hay là độ lớn âm thanh cực đại của loa. Mà mình nghĩ là có thể là vì là những cái gì mà hãng người ta muốn hướng đến đó là âm thanh thực, mà khi chúng ta nghe và trải nghiệm thực tế mới là quan trọng nhất. Và mình thấy là cái mà Neem người ta nhấn mạnh nhất ở trong cái phần thông số kỹ thuật đó là cái khả năng xử lý nhạc số trên cái loa đó nó là rất là cao, với các cái công nghệ truyền nhạc lossless từ không dây đến cắm dây trên loa thì cũng là rất là nhiều. Ví dụ như là với nhạc số, khi mà chúng ta truyền không dây qua cái công nghệ là UPnP, nó có thể chơi nhạc là 32 bit với cái tần số lấy mẫu cao tới là 384 kHz. Ngoài ra thì chúng ta có thể là truyền nhạc qua ổ cứng mạng này, hay là qua USB, hay là qua AirPlay 2, rồi Chromecast, rồi Bluetooth, rồi qua các cái ứng dụng stream nhạc trực tuyến như là RoomReady, Tidal hay Spotify và rất nhiều những cái khác. Tổng cộng nó có khoảng tầm là 19 các cái tính năng và cái phương thức truyền nhạc khác nhau mà mình sẽ em gọi là lồng hình ở trong video cho các bạn nào quan tâm nhé. Rồi, nói đến đây thì mình nghĩ là một số bạn đang sở hữu cái loa Muso đời 1 có thể là thắc mắc là về cái điểm đặc biệt cải tiến giữa cái phiên bản Muso đời 1 và phiên bản đời 2 này là gì. Thì đó chính là ở cái bộ xử lý nhạc số DSP của loa. Các bạn khi nhìn vào ngoại hình ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó đời 1 và đời 2 nó khá là giống nhau. Đấy, nhưng mà thực tế ở bên trong ấy, thì mạch điện và các cái linh kiện của đời 2 này hãng người ta đã thay đổi lên đến 95%, cùng với việc là hãng người ta đã nâng cấp bộ xử lý DSP lên thành đa lõi, tức là nhiều lõi đấy, thì tốc độ xử lý nó lên đến 2 tỷ cấu trúc lệnh trên một giây thay vì là 150 triệu cấu trúc lệnh trên một giây của cái bộ DPS đơn lõi đời cũ. Đó. Thì đó là lý do giúp cho cái loa Neem Muso 2 sẽ tái tạo được lại tín hiệu âm thanh chính xác hơn, rồi âm thanh cân bằng hơn, rồi bass nó cũng kiểm soát được tốt hơn và mức âm lượng của loa lúc này cũng tăng lên là thêm 13% so với đời 1. Đó.
Thêm nữa là với các cái việc là khung, đấy, cái khung bên trong loa và cái vách ngăn bên trong loa cũng được thay đổi để nó kiểm soát chống rung tốt hơn, kết hợp với các cái thuật toán giới hạn và đảm và cân bằng âm thanh ấy. Đời mới thì nó sẽ đảm bảo là hiện tượng méo hay là rối âm trên cái muso đời 2 là cực kỳ thấp, cho dù là chúng ta nghe nhạc ở mức âm lượng tối đa đó. Muso nên muso 1 hay là 2 thì thậm chí là đời QB thì đều là những cái loa mình rất là thích, nên là video này nó sẽ khá là dài, nhưng mình nghĩ là bạn nào mà quan tâm đến dòng loa nêm muso này thì chắc chắn sẽ tìm được nhiều những cái điều giá trị và hữu ích đó. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần đánh giá âm thanh. Mình sẽ đánh giá chi tiết, sau đó là thử nhạc cho các bạn tham khảo nhé. Ok, tóm lại thì thông qua những cái gì mà mình tìm hiểu thì Neem Muso 2 là một cái con loa mà hãng nói rằng nó hội tụ đủ các cái công nghệ cao cấp nhất mà Neem có được trong suốt 45 năm nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra người ta còn có nhấn mạnh đến cái là trái tim của loa. Đấy, trái tim của cái loa Neem Muso 2 chính là cái nền tảng stream nhạc và giải mã nhạc số lossless chất lượng cao qua mạng không dây. Vì sao người ta lại gọi đây là trái tim? Vì cái công nghệ mà có mặt trên cái Music Streamer ND555 đầu bảng của Neem có trị giá lên đến là hơn 700 triệu đồng. Cái giá trị của nó cao như vậy là một phần là vì hãng người ta đã phải sử dụng đến 25 kỹ sư âm thanh hàng đầu và mất tổng cộng là 3 năm để phát triển riêng cho cái công nghệ này. Và vì nó có mặt trên cả cái dòng loa Neem Muso 2 nên hãng gọi đó là cái trái tim của cái loa Neem này. Đó. Để nói về cái chất âm thì nếu như mà các bạn có dịp nghe thử những cái dòng loa Neem Muso thì sẽ thấy được âm thanh của nó theo đúng cái chất âm là chất âm thưởng thức và thư giãn. Nghe nó rất là sang chứ nó không phải là hướng đến cái sự ồn ào và náo nhiệt. Đấy, chỉ dựa vào những cái bản record thu âm của Neem trên trang chủ, mình sẽ để cái link ở phía dưới đó, thì bạn nào quan tâm thì dựa vào những cái bản record đó thì chúng ta cũng thấy là Neem người ta tập trung chủ yếu vào các dòng nhạc là nhạc jazz, nhạc blues hay là classic. Đấy, đây đều là những cái dòng nhạc rất khó để một chiếc loa có thể tái tạo được lại cái chiều sâu này, độ chính xác và sự cái trung thực của bản nhạc, đặc biệt là cái sự truyền cảm trong giọng hát ca sĩ ở cái thể loại nhạc blues chẳng hạn, hay là cái chiều sâu sân khấu ở các cái thể loại nhạc như nhạc jazz hay nhạc classic. Đó. Vì lý do đó ấy, mà nên là các cái thể loại nhạc đặc biệt đó thì người ta hay thường được sử dụng để làm các cái thước đo tiêu chuẩn trong việc là test âm thanh cho những cái hệ thống loa high-end tiền tỷ. Đó. Và đó cũng là những cái dòng nhạc sở trường mà dòng loa Neem Muso này nó thể hiện rất là tốt. Đó. Âm thanh được tái tạo ra cái từ cái củ loa focal này, kết hợp với cái công nghệ của Neem ấy, nó vừa có được cái sự mềm mại này, rồi tinh tế, lại vừa có cái chi tiết và độ tách bạch tốt. Đó. Đặc biệt là ở cái giải trung âm là cái mà mình ấn tượng nhất, và đó cũng là cái lý do mà mình lựa chọn mua cái loa Neem này. Mình mua cái phiên bản thường ấy. Đó. Giọng hát ca sĩ thì nó lên dày dặn và trầm ấm, tròn trịa, các cái yếu là những cái yếu tố ấy mà giúp cho cái loa Neem nó thể hiện được cái chân thực được cái giọng đặc trưng của từng ca sĩ một. Đó. Từ những dòng nam trầm nội lực kiểu như là giọng khàn, giọng gằn của David Mignon này chẳng hạn, của Don Williams hay là của Kenny Rogers, tới những cái giọng nữ cao mà các bạn nghe ví dụ như của Eva Cassidy hay là Sarah McLachlan, nó đều được tái hiện một cách truyền cảm và trung thực. Đấy. Đôi lúc mà khi mà mình có cảm xúc, mình nghe những cái giọng của các ca sĩ mà mình vừa nói ấy, thì còn cảm giác và sởn da gà luôn. Và với cái quan điểm về âm nhạc của mình thì giải trung âm là một cái giải âm thanh mà nó mang lại nhiều cảm xúc nhất và nó khó để diễn tả một cách chính xác, đầy đủ và trung thực. Nên cứ cái loa nào mà làm tốt cái giải âm này là mình đều đánh giá rất là cao. Và mình nghĩ là cái chất âm sang trọng, mềm mại và cực kỳ thư giãn của Neem chính là cái lý do mà cái thương hiệu Bentley lựa chọn để hợp tác trong suốt 15 năm nay. Bên cạnh nhiều những cái ưu điểm mà của cái loa Neem Muso 2 này như vậy ấy, thì nó cũng có những cái nhược điểm chính. Đó là ví dụ như là các cái củ loa thì nó đều đặt hết ở trong một cái giải cái loa chỉ dài là hơn 60cm như này, nên các bạn không thể cảm nhận được cái sân khấu rộng như là trong những cái hệ loa bookshelf hay là loa cây mà tách rời sang hai bên được. Rồi âm trầm của Neem cũng là âm trầm mềm, âm trầm sâu chứ không phải là quá là uy lực hay là chắc gọn. Đó. Vì thế với các cái thể loại nhạc mà mạnh ấy, thì Neem nó sẽ đáp ứng ở mức khá chứ không phải là các cái thể loại nhạc sở trường của nó. Nên là theo mình ấy, thì bạn nào mà đang sở hữu ô tô Bentley và là người yêu âm thanh của Neem, hoặc là các bạn mà có sở thích nghe nhạc classic cổ điển này, nhạc giao hưởng, nhạc không lời, rồi nhạc jazz, nhạc vàng, nhạc bolero hay là nhạc audiophile, nhạc trữ tình acoustic, thiên hướng về sự gọi là thư giãn nhẹ nhàng và có chiều sâu, thì Neem Muso 2 này, Neem Muso 2 hay là Neem Muso 2 Bentley, nó sẽ vừa là vật trang trí để khẳng định cái đẳng cấp của bản thân. Đấy, nó cũng vừa là để đáp ứng cái nhu cầu nghe nhạc của những cái thể loại nhạc trên rất là tốt.
Ngoài ra thì Neem người ta còn có một cái ứng dụng để viết riêng cho cái dòng loa Neem Muzo này, để chúng ta có thể tùy chỉnh âm thanh theo vị trí đặt phòng. Đấy là cái ứng dụng mà Compensation ấy, để căn chỉnh âm đấy. Và nó còn rất nhiều cái hay ho khác mà nếu như mà mình làm ở trong video này thì thực sự video sẽ rất là dài. Vì thế mình sẽ tách riêng cái phần đó làm một cái video khác với nội dung là hướng dẫn sử dụng loa Neem Muzo toàn tập từ A đến Z. Và bạn nào mà quan tâm đến cái nội dung đó thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video đó nhá. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau là chuyển qua phần thử nhạc để trải nghiệm âm thanh của cái loa này. Đấy. Chắc chắn là khi mà chúng ta nghe thực tế nó sẽ hay hơn nhiều so với việc là các bạn nghe lại qua điện thoại khi mà mình thu âm như thế này. Nên các bạn có thể qua các cái showroom của Điện tử Linh Anh ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh để thử. Rồi, bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm mối nhau, cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Cho tôi xin tôi như cơn ngủ, đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em.